Chúng ta thấy một cây cháy đen thui này, và các cái lá xanh đang mọc lên từ cái thân cây đen thui này. 22 sự sống đã nảy mầm sinh sôi đó, cận cảnh này mọc ra những cái cây nhỏ từ thân cây bị cháy. Cả cái khu vực này cháy rất là rộng, đi mấy chục km rồi, mọc ít trên cao này. Đây là một cây khác này, cây này thì nhỏ thôi, nhưng mà lá xanh mọc suốt suốt từ ngọn, từ gốc cho đến ngọn. Và chúng ta lướt tới cả cái khu rừng này, đèn thui này. Rất hay, bức tranh của thiên nhiên. Nó sẽ tiến tới cái cây kia. Đó, quá đẹp. Rất tiếc là rất nhiều ruồi. Nhưng sợ nói là cứ trong cái bụi cây rừng bao nhiêu nhiều ruồi ấy. Đấy, ông xã bóc còi ấy, không cho tiến sô đâu. Ghê gớm lắm. Đó, anh em muốn tiến vào cái cây này rất đẹp này. Cái dáng cây rất đẹp. Wow, quá đẹp luôn. Góc kia cũng rất là đẹp. Rừng cháy nó có cái vẻ đẹp khi mà các cái màu xanh mướt mọc lên từ cái thân đen xì này. Có một cái vẻ đẹp gì. Đẹp lắm. Tránh xa thành phố đông đúc trên ngoại ô này đấy.